Hello, xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube tầm qua Tết của mình nha. Thì hôm nay ra thăm cái mấy chậu hoàng thọ nữa các bạn. Hoàng thọ mình ngắt đọt được cơ hai bữa ngày 2, hôm nay ngày 6 rồi các bạn. Được 4 bữa rồi. Thì nó như thế này. Nói chung là nó cũng đơm nụ hết rồi các bạn ơi nè. Nó lên cơ hai nó đơm nụ hết tên rồi. Nè các bạn, giờ là kịp Tết rồi nha các bạn. Với lại thái lùng nè. Bây giờ thì nó cũng ra chèo hết rồi nè. Ra chèo đơm nụ hết rồi. Thì qua nhân thọ này là mình bây giờ đó là mình xịt thêm một cái cữ bung chèo mập đọt nữa các bạn. Cho nó bung chèo ra. Với lại pha thêm miếng hút sâu để mấy con cào cào sâu rồi nó ăn lá các bạn, và nó bị tùng đọt á đó. Thì hôm nay là mình quay chia sẻ với các bạn là vậy thôi đó. Nguyên cái mấy chậu nhân thọ của mình nè, thì không biết là các bạn tầm nhân thọ đến đâu rồi nghe. Thì cái màu gà của mình thì cũng tầm sát bên luôn các bạn, bông này cũng khá bự rồi nghe. Mình tầm cũng ít mấy chục rồi các bạn, nên mình quay chia sẻ với các bạn chơi. Thì bông chèo đầy đủ hết nè, quá trời bông chèo luôn. Điện thoại này bữa mình bấm đọt nó bị mình bấm kiểu của mình nên mình thử nghiệm nó vậy nha, mà nó nhưng mà cái lá của nó rất là nhỏ các bạn, không biết nó mốt có bự không. Thì đối với những bạn mà bấm cơ hai thì các bạn bấm cái bông thôi nha. Còn cái này là mình thử nghiệm, thử mình bấm, mình cắt xuống xuống thân luôn. Mình cắt xuống thân luôn, mình chừa hai cặp lá thôi. Thì cái cây hai mình cũng chừa hai cặp lá. Thì không biết bông có bự không, thì mình thấy là trước mắt là cái chèo của nó lên rất là nhỏ. Thì để mai mốt mình coi cái đó bông có nó bự không, mình có thể là xịt thuốc bông to vô nha. Đây mấy cái bằng mai. Nào băng mai thì mình ngắt đọt, mình bấm nụ bữa giờ, hiện nay nó cũng lún mới nụ mới rồi nè. Đâu rồi? Đây. Nè. Đó mình bấm cái bông mình bỏ rồi đó, nay hiện lú ra cái đọt mới nè. Đọt mới thì nó sẽ có bông. Ôi. Đó các bạn. Thì bên kia làm cửa sắt nên hơi ồn nha các bạn thông cảm nha. Bữa mình có tứ phân nè các bạn. Các bạn nhớ kỹ là tứ phân thì hãy xả lại liền nha. Không có trái lá bữa mình tưới mình xả không có chứ ấy nè, xả không đều nên trái lá nè. Lá non vậy cháy lắm nha các bạn. Nhấc bỏ đi để nó lây. Mình xả không đều tứ phân 30-10-10 là nó cái dạng nó nóng lắm nha các bạn. Các bạn phải xả liền nha. Không ấy là qua đêm nó cũng cháy nữa nha các bạn. Chứ không phải là tà nắng lên nó mới cháy nha. Đêm xuống cũng cháy nữa nè, cháy lá nè. Cháy lá đen đen đầu nè thấy không? Đó. Xả không đều qua do là cái hiện tượng như thế này nè. Đây nè. Mày cháy lá. Mấy cái đọt non nó dễ cháy lắm. Thôi bây giờ thì mình pha một cái cữ hút bung chèo với hút sâu mình xịt qua cái nhận thọ này một cái để cho nó mau phát triển nghe các bạn. Thì tứ phân thì tưới cách đây cũng mấy ngày nhưng mà nó xanh cạnh nè, cho nên là mình không có tứ phân nữa. Bây giờ là mình lo xịt thuốc nữa. Xịt thuốc cho mấy cái chèo này nó mau lớn rồi để nó kịp Tết, chứ để thấy trong nó nhỏ quá. Với lại mà các bạn xịt ít thuốc thôi nha, xịt nhiều quá nó bị tùng đọt rồi nè. Xịt thuốc phát triển kích thích nó lên cho nó ra chèo. Chứ mình xịt thuốc ấy hút ấy quá nó bị tùng đọt á, xịt liều lượng nhiều quá là tùng đọt hết nha các bạn. Các bạn sẽ pha lỡn lỡn rồi. Rồi bây giờ mình đi pha thuốc đây. Rồi mình pha xong rồi, bây giờ mình xịt đều lên lá các bạn. Đó. Xịt đều vậy thôi. Có hút sâu lắm nữa. Thì
nói chung là xịt cho mấy con sâu nó chết đồ. Cái kiểu này là hư. Bệnh mình có 2 lít rồi. Bệnh 2 lít rồi xịt hơi là hơi khó các bạn. Pha thuốc hơi khó. Nó xịt đều vậy thôi. Thì sáng mai xả nước lại còn không ai xả, không xả cũng được bạn, không xả khúc mà. Khúc dưỡng nó không có cháy lá à. Pha đúng liều lượng được rồi. Xịt xong ướt nhẹp. Bệnh này mau hết hơi lắm cho nên mình phải bơm liên tục. Xịt xương xương thôi. Kỹ. Xịt xương xương được rồi. Tốt ghê. Xanh cạnh luôn bạn, tưới phân DB, các bạn mua phân DB tưới xanh dữ lắm nè. DB hạt đen á, của Hàn Quốc như là có hai mấy ngàn ký, các bạn mua 1 ký về bạn tưới cả vườn luôn. Thì thời điểm có bông thì các bạn đừng nên tưới phân nữa nha bạn. Tưới phân có lăng kali á, thì thời điểm ra hoa nó ra nụ thì các bạn nên tưới phân cho nó làm hoa làm nụ nha. Là phân có chứa hàm lượng kali lân với đạm, thì các bạn tưới lúc mà nó đẻ nhánh rồi, chứ mà nó khi mà nó ra hoa làm nụ mà các bạn tưới đạm nhiều quá thì nó sẽ nuôi lá, nó nuôi cái lá nó không có nuôi bông nha. Sẵn tiện mình còn thuốc á, mình quơi mấy cái vàng hôm qua luôn. Thì hôm qua tốt khủng khiếp nha các bạn. Hôm qua tầm Tết mà không kịp Tết rồi nè. Mình nó hút thuốc đó, hút phân nó cho nó màu lớn. Nó xịt thuốc bung chèo. Mới con đêm sáng ngày mà nó leo hết ghê không? Dưa leo nè. Dưa leo thì cũng bự hết tên nha. Sạch thú cho nó lẹ. Mấy cái dòng dưa leo này nó mau bự lắm. Ở nó leo lên vàng cái là nó ra bông rồi. Đó. Thọ nè. Quá trời. Nói chung hôm nay là ngày 16 rồi bạn. Ngày 6 tháng 12 âm lịch. Chỉ còn mười mấy 20 ngày nữa là tới Tết rồi. Cho nên là phải chăm sóc cái vườn hoa vạn thọ cho nó kỹ, không có bị sâu bệnh, với lại cho nó canh thuốc canh phân cho nó ra đúng Tết nha các bạn. Bạn nào mà không biết cái cách mà bón phân thì nó cũng tải nghe các bạn. Thì thời điểm nào để bón phân gì thì các bạn phải tham khảo rồi đi cho đúng phân. Tại vì thời điểm này đó là cái thời điểm mà mình muốn cho nó ra chèo thì mình đi đạm nhiều. Mình có thể đi phân 20-30-10-10 hoặc là DAP. Rồi thì cái thời điểm mà các bạn thấy cái nụ của nó ra một cái nụ bằng hột tiêu vậy đó, là các bạn nên đi phân 20-20-15. Rồi những cái phân có cái dòng lân kali cao để nó làm nụ. Đó. Rồi khi nào mà cái bông nó đẻ nó nở bên nó sắp nở rồi nó ra màu rồi các bạn, thì các bạn nên bón nhiều kali vô cho cái bông nó màu đẹp. Tại vì kali là một cái hàm lượng nó nuôi cái bông đẹp lên màu luôn các bạn. Đó, xong rồi các bạn, xịt thuốc xong rồi nha.
Vì mấy cái chậu nhân thọ là đã xịt thuốc dưỡng kích chèo rồi, thì sáng mai ra quơ nước lại sơ sơ cái cho nó mát mát nha các bạn, đừng có tưới ẩm quá nha. Thời điểm này là các bạn đừng có tưới nước nhiều quá, nước nhiều quá nó cũng dở, do là nước nhiều quá thì nó bị rút nước lên thân, thì nó có thể là dẫn đến bị héo xanh, hoặc là nó dẫn đến cái hiện tượng là nó không làm nụ các bạn, nó chỉ làm nuôi, nó rút nước lên nó nuôi cái thân thôi. Các bạn tưới nước vừa đủ thôi, số vừa đủ nước thôi, thấy cái bầu nước là nó vừa ẩm vậy nè đó. Các bạn đừng có tưới lỉnh bỉnh nha, lỉnh bỉnh là thua luôn. Cháy lá nè, này là khoảng ngày mai mốt là mình bấm thêm cái một lần mấy cái bông này nữa được rồi, mấy cái bông này nó lên nó bự rồi nè. Đây là bằng mai nè, bằng mai thì mình có mấy chậu thôi, bằng mai thì mình có con giải này nè, mấy giải này bằng mai hết đó, tốt xanh cạnh luôn, bích chịch luôn nha các bạn. Còn bên đây là thái lùng với lại pháp, được có mấy chậu pháp thì nó cao lỡ quá. Rồi bây giờ thì cái video mình sẽ kết thúc cái video tại đây nha các bạn. Thì các bạn thấy video hay hữu ích đăng ký kênh cho mình cái like ủng hộ nha. Thì ít bữa mình sẽ quay những cái clip cập nhật, những cái clip mà bạn thọ Tết cho các bạn xem, nó lên bông nha. Rồi bây giờ thì xin chào các bạn.